cầm che dầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần rồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Mà lung liền cầm che sầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần rồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Mà lung liền cầm che sầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần rồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Mà lung liền cầm che sầu, môi đỏ hồng, răng trắng bồng, tóc gần rồng và rất xinh, đôi mắt xanh đang yêu quà cô giáo thương, đó là bạn. Vâng, vâng, vâng. Xin chào các bạn nhỏ, bạn đã gặp gia đình của xe lửa bóp bao giờ chưa nào? Hãy xem ngón tay đầu tiên của bạn, đó là xe lửa bố. Ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Đây là ngón tay thứ hai, đó là xe lửa mẹ. Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ ba là xe lửa anh. Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ tư là xe lửa chị. Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Và ngón tay cuối cùng là xe lửa em. Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Các bé cảm thấy không vui à? Hãy kiểm tra cái ngón tay thêm một lần nữa nhé. Ngón tay cha, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Đây là ngón tay thứ hai, đó là xe lửa mẹ. Ngón tay mẹ, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ ba là xe lửa anh. Ngón tay anh, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Ngón tay thứ tư là xe lửa chị. Ngón tay chi, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Và ngón tay cuối cùng là xe lửa em. Ngón tay em, bạn ở đâu? Tôi ở đây, bạn có khỏe không? Thật là tuyệt vời, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Bạn đang cảm thấy cô đơn, khi đó bạn cần bài hát về tình bạn. Một ngày cảm thấy buồn chán khi tôi ở một mình, rồi tôi nhận ra dường như nỗi buồn đang lớn dần. Tôi muốn đi với những bạn mà tôi yêu, bắt đầu cảm thấy buồn chán khi tôi ở nhà. Bạn bè tôi ơi, những người bạn yêu thích của tôi ơi, tôi muốn luôn được ở bên bạn, những người bạn tôi yêu. Đôi khi tôi thấy buồn chán với công việc ở trường, tôi còn thể chờ để có quên được ra coi cửa. Tôi muốn đi với những bạn mà tôi yêu, bắt đầu cảm thấy buồn chán khi tôi ở nhà. Thank you.
hạnh phúc của mình với ai đó. Tôi muốn đi với những bạn mà tôi yêu, bắt đầu cảm thấy buồn chán khi tôi ở nhà. Bạn có biết những người bạn mà xe lửa bóp yêu thích là ai? Tất cả các bạn đó, hẹn sớm gặp lại các bạn. Này các bé, chúng ta hãy xem những điều thú vị từ Johnny. Johnny, Johnny, vâng papa. Ăn đường phải không, không papa. Nói là phải không, không papa. Mơ miếng da màu, ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng papa. Ăn đường phải không, không papa. Nói là phải không, không papa. Mơ miếng da màu, ha ha ha. Johnny, Johnny, vâng papa. Ăn đường phải không, không papa. Nói là phải không, không papa. Mơ miếng da màu, ha ha ha. Johnny có phải là một cậu bé nghịch ngợm không nhỉ? Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Mưa ơi, hãy đi đi, hãy đến đây vào một ngày khác. Bé Johnny thì muốn đi chơi, đi đi hơi cơn mưa ơi. Chào các bạn nhỏ, đó là Bob. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bảng chữ cái. A là chữ đầu tiên chúng ta cần tìm. Nào, hãy đi tìm A cùng Bob. Các bạn nhỏ, bạn có nhìn thấy A không? Cậu ấy đang trốn phía sau cột đèn kìa. Chào Bob. Ê, cậu sẽ đi cùng mình chứ? Vâng Bob. Cậu đang làm gì trên đó vậy Bi? Ồ, cậu đi rồi, tớ đang tìm cậu đấy Bob à. Trông kìa các bạn nhỏ. Ồ, Si kìa. Cậu ấy có vẻ đang muốn đi đâu đấy? Chào Bob. Chào Si. Cậu định đi đâu vậy? Tớ sẽ đi công viên. Thôi, bạn tham gia cùng với chúng tôi đi. Yeah. Đi. Cậu làm gì sau những cái cây vậy? Tớ đang chơi trốn tìm. Cậu có muốn cùng mình tham gia chuyến xe vui vẻ này chứ? Chào Y. Bạn có khỏe không? Bạn có muốn tham gia cùng bọn này không? Chào Bob. Tớ khỏe, cảm ơn cậu. Có chứ, tớ rất thích tham gia cùng cậu. Cậu ấy là ai vậy nhỉ? Ôi chúa ơi, đó là F. Chào Bob. Chào G. Bạn đi đâu vậy? Chào Bob. Tôi sẽ đi gặp Ace. Đi cùng tôi nào Bob. Chào X. Chào Bob. G.
hãy tham gia cùng Bob nào. Vâng. Các bạn nhỏ ơi, các chữ cái tiếp theo là I và J. Chúng tớ đang chờ xe buýt, nó sẽ đưa chúng tớ đến những hòn đảo nổi. Tớ cũng đang tới đảo nổi nè. Các bạn đi cùng tớ nào. Các bạn nhỏ, nhìn Kay kìa. Cậu ấy đang ngồi trên chiếc ship đu. Tớ có thể đi cùng các bạn tớ là ai và Jay không? Có chứ. Yeah. Chờ tớ với. Tớ muốn đi quá rồi. Chào em. Cậu đang làm gì vậy? Chào Bob. Tôi đang đi về nhà. Tại sao lại không tham gia cùng bọn mình chứ? Vâng. Chào An, chào Âu. Chào Bob, chào Bob. Chào Pi, cậu Khiêu đâu rồi? Hai Bob, tớ đang tìm cậu Khiêu nè. Bạn giúp tớ tìm Khiêu với. Kìa, Khiêu đang trốn phía sau nhà. Nhìn kìa, đó là S. Chào Bob, tớ đang chờ R. Chào Bob. Chào T, cậu đang đi đâu đó? Chào Bob, tớ đang đi đến thành phố để gặp U và V. Vậy hãy cùng nhau đi gặp U và V nào. Chào U và V. Các cậu sẽ đi với tôi đến gặp W chứ? Vâng, chúng tớ đang muốn gặp W đây. Chúng ta hãy cùng nhau đi nào. Chào W. Chào Bob. Tôi đang chờ các bạn của tôi, TV và U. Bạn có nhìn thấy các cậu ấy không? Vâng, họ đang trên tàu nè. Tại sao bạn không tham gia với họ nhỉ? Yeah! Woo! Nhìn kìa, bạn bè của chúng ta kìa. Chúng tớ có thể tham gia cùng họ không Bob? Vâng, X, Y và Z. Đây là niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Xin chào, tôi là Bob và tôi muốn giúp bạn tìm hiểu các con số. Chúng ta hãy đếm tất cả các bạn ấy trên toa xe của tôi. Một chiếc xe thùng. Một. Chào một. Chào Bob. Hai cái đồng hồ. Một, hai. Xin chào hai. Xin chào Bob. Ba cái bình. Một, hai, ba. Chào ba. Có chuyện gì vậy Bob? Bốn ông mặt trời. Một, hai, ba, bốn. Chào bốn. Tớ hy vọng bạn đang làm tốt. Năm cây dù. Một, hai, ba, bốn, năm. Chào năm. Chào Bob. Sáu quả cam. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Chào sáu. Khỏe không Bob? Bảy quả táo. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Chào bảy. Rất vui khi gặp bạn Bob. Tám cái nón. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Chào tám. Chào Bob. Chín cây kẹo mút. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín. Xin chào chín. Xin chào Bob. Mười quả bóng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. Chào mười. Thật vui khi gặp bạn Bob ạ. Nào, hãy đếm những con số thêm một lần nữa nhé. Một. Hai. Ba.
4 5 6 7 8 9 10 Tớ là xe lửa sếp, chiu chiu chiu. Tớ là xe lửa sếp. Hình tròn ơi, ông tròn xe ơi, ngài tròn xe quá tròn quá tròn. Lăn xung quanh trên mặt đất, lăn xung quanh, lăn xung quanh. Hình tròn ơi, ông tròn xe ơi, ngài tròn xe quá tròn quá tròn. Lăn xung quanh trên mặt đất, lăn xung quanh, lăn xung quanh. Ông vuông ơi, ông vuông ơi, ngài vuông ơi có khỏe không? Hãy giữ cho bên hông cùng bốn góc xung quanh của ngài. Ngài vuông ơi, ông vuông ơi, ngài vuông ơi có khỏe không? Hãy giữ cho bên hông cùng bốn góc xung quanh của ngài. Hình ba góc ơi, ông tam giác ơi, ngài trông giống như kim tự tháp. Sẽ không trên trung chuyên xe như ông vuông đã làm. Hình ba góc ơi, ông tam giác ơi, ngài trông giống như kim tự tháp. Sẽ không trên trung chuyên xe như ông vuông đã làm. Ông sao ơi, ông sao ơi, phải chăng ngài đang ngắm bầu trời? Trong đêm cát ban sẽ đi với nhau và sẽ đi rất xa. Ông sao ơi, ông sao ơi, phải chăng ngài đang ngắm bầu trời? Trong đêm cát ban sẽ đi với nhau và sẽ đi rất xa. Ngài chư nhật ơi, nào cùng đến đây với chúng tôi. Các toa của tôi rất xinh và trông giống như thân của bạn. Ngài chư nhật ơi, nào cùng đến đây với chúng tôi. Các toa của tôi rất xinh và trông giống như thân của bạn. Ngài ô van ơi, ô van ơi, xin chào và ngài có khỏe không? Chúng tôi trên một chuyến xe, nào bạn hãy đi cùng. Ngài ô van ơi, xin chào và ngài có khỏe không? Chúng tôi trên một chuyến xe, nào bạn hãy đi cùng. Tạm biệt các bạn nhỏ. Hey, tớ là xe lửa Bob. Tớ lái xe trên đường ray. Hành khách có thể ngồi trên tớ và du lịch đến những nơi xa. Tớ cũng mang theo những hàng hóa từ nơi này đến nơi khác. Hãy đi và gặp gỡ những phương thức vận tải. Nhìn kìa, có một chiếc xe hơi. Chào Bob, tớ đang ra ngoài để tham dự một bữa ăn ngoài trời. Hẹn sớm gặp lại bạn Bớp ạ. Nhìn kìa các bạn nhỏ, đó là một chiếc xe cảnh sát. Ông đang làm gì vậy xe cảnh sát? Ông cảnh sát đang ngồi bên tôi để bắt trộm đấy. Đó là một công việc dũng cảm. Ông ấy chiến đấu chống lại sự bất công. Cậu đang đi đâu vậy xe cứu hỏa? Trông bạn rất vội vàng. Có những người bị mắc kẹt trong một đám cháy, tớ phải đi cứu họ cùng với sự giúp đỡ của các nhân viên cứu hỏa. Nhìn kìa, có một chiếc xe cứu thương đang đến. Tôi đang đến để chở người ốm và người bị thương đến bệnh viện. Cậu đang làm gì vậy xe rác? Tớ đang thu gom rác thải. Ồ,
Nhìn đây này, đó là xe nâng và xe ủi. Này các cậu đang làm gì vậy? Chào Bob, tôi đang giúp nâng bằng cách di chuyển các chướng ngại vật. Chào Bob, tôi đang giúp bằng cách bốc dỡ hàng hóa. Tốt lắm các bạn. Hãy nhìn vào các máy bay trực thăng đang bay đi. Tạm biệt Bob. Hey, xe kéo, bạn đang làm gì thế? Tôi kéo đi những chiếc xe bị hỏng và chết máy. Tớ hy vọng các bạn nhỏ đã có niềm vui học tập qua các phương thức vận tải khác nhau. Chào các bạn! Thật là một ngày đẹp trời! Hãy cùng Bob đi đến nông trại hôm nay nhé! Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Và trên nông trại phải ba con thịt, E-I-E-I-O. Mình đi kêu quát quát và mình kêu quát quát. Đây quạt kia quạt khắp mọi nơi quạt quạt. Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Và trên nông trại vài ba con ngựa, E-I-E-I-O. Người thì hi bên đây và người hi bên kia. Đây hi kia hi khắp mọi nơi hi hi. Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Và trên nông trại vài ba con bò, E-I-E-I-O. Bò thì kêu mu mu và bò kêu mu mu. Đây mu kêu mu khắp mọi nơi mu mu. Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Và trên nông trại vài ba con lợn, E-I-E-I-O. Lần này kêu in in và lần kêu in in. Đây in kia in khắp mọi nơi in in. Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Và trên nông trại vài ba con gà, E-I-E-I-O. Gà thì kêu tục tục và gà kêu tục tục. Đây tục kia tục khắp mọi nơi tục tục. Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Và trên nông trại vài ba con cừu, E-I-E-I-O. Kiểu thì kêu bé bé và kiểu kêu bé bé. Đây bé kia bé khắp mọi nơi bé bé. Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Và trên nông trại vài chú chó già, E-I-E-I-O. Giờ thì kêu gâu gâu và giờ kêu gâu gâu. Đây gâu kia gâu khắp mọi nơi gâu gâu. Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Và trên nông trại vài ba con mèo, E-I-E-I-O. Mẹ thì kêu meo meo và bọc kêu meo meo. Đây meo kêu meo khắp mọi nơi meo meo. Xe lừa Bob mình đi nông trại, E-I-E-I-O. Tạm biệt các bạn nhỏ. Hy vọng các bạn đã vui cùng Bob. Chào các bạn nhỏ. Các bạn có muốn có một màu xe đẹp không? Nào, sắc vàng mình yêu ánh nắng. Sắc vàng mình yêu ánh nắng. Tim
ơi tim ơi mình yêu nhỏ tim, tim ơi mình yêu nhỏ tim. Sắc xanh mình yêu trời xanh, sắc xanh mình yêu trời xanh. Trăng ơi mình thích mây bay, trăng ơi mình thích mây bay. Đến với những toa tàu cùng những sắc màu và sẽ thấy những màu sáng tươi. Đến với những toa tàu cùng màu rực rỡ với những chiếc xe tươi màu. Xanh tươi nhìn cây xanh đó. Xanh tươi nhìn cây xanh đó. Đỏ tươi nhìn xem hoa đỏ. Đỏ tươi nhìn xem hoa đỏ. Sắc cam nhìn xem nhà đó. Sắc cam nhìn xem nhà đó. Sắc hồng nhìn cửa kia đi. Sắc hồng nhìn cửa kia đi. Đến với những toa tàu cùng những sắc màu và sẽ thấy những điều sáng tươi. Đến với những toa tàu cùng màu rực rỡ với những chiếc xe tươi màu. Hy vọng các bạn thích các màu trên xe của Bob. Hẹn gặp lại các bạn lần sau. Hãy tìm hiểu về các hình dạng nào các bạn nhỏ. Hình vuông. Hình chữ nhật. Hình tròn. Hình oval. Hình tam giác. Hình ngũ giác. Hình lục giác. Hình bát giác. Hình thoi. Hình sao. Hãy tìm hiểu về các loại rau nào. Cà chua. Cà rốt. Ớt chuông. Cà tím. Nấm. Khoai tây. Bông cải xanh. Dưa chuột. Hãy tìm hiểu về các loại trái cây nào các bạn nhỏ. Quả táo. Quả lê. Quả nho. Quả xoài. Quả chuối. Mãng cầu. Quả cam. Quả anh đào. Hãy tìm hiểu những con số nào các bạn nhỏ. 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 Hãy tìm hiểu về các loài động vật nào. Con voi, gấu trúc, hươu cao cổ, con khỉ, sư tử, con hổ, con cừu, con lợn, con bò, con chó. Xin chào các bạn nhỏ. Xem nào, ở đây có chuyến tàu bảng chữ cái. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W S Y Z